Everybody, welcome to Hell Vừa Cả Tới. Chào các bạn đã quay lại Begin Hell Vừa Cả Tới. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game ngon lành. Một em anime One Piece nha các bạn ơi. Phiên bản nghe nói là có tướng mới ngon xịn mịn ha. Nghe nói là có Luffy, Nika, cái kiểu con đà điểu luôn. Ngon ơ luôn, ngon ơ luôn. Đó, trời ơi à. Thấm, ôi, đồ nè, ôi. Ngon lành, ấy xếp đồ cái kiểu. Rồi. Ok. Vô túi coi nè. Hồn 9 sao, 10 sao. Ui, có trái ác quỷ nữa hả? Trái ác quỷ dùng để chiêu mộ hero. Đá thức tỉnh 1.000 rương A-Sip, 1.000 rương vàng. Chiêu mộ anh hùng A-Sip. Cái này sử dụng lên VIP nè hả? Ngon. Nè, đây, vô túi nè. Hư viện nè. San nè. Ôi, có Sengoku phiên bản Phật vàng luôn. Wow, ngon lành chưa nè, thấy gì không? Đó, có Kaido phiên bản Long Nhân luôn. Ngon lành cành đào luôn em ơi. Đây, Nika. Thơm. Hàng ngon. Đó, ui. Kaido đồ hả? Nika đồ hả? Sengoku đồ hả? Rồi lô đó, được 3-4 con. Ôi có King nè hả, có quen bệnh dịch nè, có Jack hạn hán nè. Nhiều tướng mới quá anh em ơi. Ok rồi, có Killer nè, Winmot Sanji nè hả. Ôi Killer luôn. Đồ ngon không, ngon lành. Rồi. Trời ơi, rất nhiều tướng cho anh em chúng ta quẩy Tết nè anh em ơi. Game ngon, hèn hiếm. Ôi, Nika. Trời ơi, lắm. Nào, trước tiên thì chắc là chúng ta sẽ đến với thông tin server để coi game này nó có những gì ha. Chứ vừa vô là thấy Humber rồi đó. Này, hải tặc tranh bá khai mở máy chủ mới. Server mới S1 Luffy, thời gian khai mở 10 giờ ngày 3 tháng 2. Tải ngay tại link nè ha. Hải tặc tranh bá chấm cơm nè. Đó, Food God. Rồi group Zalo. Ok, rồi tặng ngay 11.000 con lên VIP 20. Tỷ lệ nạp siêu khuyến mãi 400%, mừng up bank 100.000 bằng 500.000 con. Chỉ cần nạp 100.000 một tầng là sẽ nhận được full bộ code sự kiện tầng ha. Đó, like, share, comment cái kiểu. Nếu thuyền trưởng nào nạp 100k trở lên trong tầng sẽ nhận quà fan cứng và quà sự kiện tầng. Ok, ngon. Lưu ý code chỉ sử dụng một lần mỗi user. Nhớ like, share, comment đúng. Ok luôn. Rồi, phần thưởng quà long tinh. 300.000 kim cương, 10 đá thức tỉnh thiên khải, 20 trái ác quỷ, 1.000 hộp, 100 hộp vạn ngay ship hả? 100 hộp vạn đồng. Ok. Rồi, hải tặc tranh bá đây, nhóm Zalo, rồi ở đây feed code nè, đó. Tham gia event đồ này nọ. Ok. Đây code. Rồi, code thì chắc là dễ mà. Code thì cứ copy vô rồi bát vô liền ăn thôi. Đâu rồi? Đây. Đây, để tôi kéo xuống cho dễ nhìn.
Đây, server còn à. Rồi cả nhà yêu. Rồi, God Nika. Ok, nhận quà thành công. Đâu để ra coi. Trang chủ. À, đây đây đây. God nè. Ôi, có tướng UR luôn. Ô. Ôi, ôi UR nhận được cả. Wow, phi cho chúng ta được Luffy Nika luôn nè bà ơi. Ngon, ngon. Đây. Hợp lý rồi đó. Ok, cuối tuần gần Tết luôn. Ngon lành. Trời ơi. Hợp lý luôn. Ok luôn. Đó, kim nguyên bảo đồ này nọ một đống luôn. Ok. Rồi, ôi, có luôn thần trang tự chọn luôn. Ngon. Đâu rồi. Chủ yếu là vô test Nika nè bồ ơi. Ok, một con hơi bồ. À, đúng rồi, chúng ta có con hả? Con là su web. Su web để làm gì ta? Đăng nhập. Đây, đăng nhập. Ủa? Bật khẩu. Ôi giời ơi. Ok, thôi được rồi. Mai chiều phải đổi một cái tài khoản mới. Mật khẩu phải có 8 ký tự. Rồi, chúng ta đặt 1, 2, 4, 5, 6. Nó méo cho. Ôi giời ơi. Ok, quan trọng là con hero nè. Rồi, ta quan trọng là ta đi test con hero nè. Đó, ôi, Luffy đi ca luôn. Ủa, nó sử dụng ấy hả? Tưởng đâu là nó sử dụng bằng rương đậu phộng đường đó. Ok, 1 tỷ mấy tha hồ mà nâng này nha. Ok, trang bị luôn bồ ơi. Ngon lành cành đào. Ôi, cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được một con game có Nika Luffy rồi các bạn à. Tha hồ mà quẩy, tha hồ mà chơi. Ngon lành cành đào. Rồi. Ok, lậm. Đâu rồi? Ôi, nhưng mà mình bỏ đồ cho nó nhiều như vậy thì Viễn Chinh, không phải Viễn Chinh. Anh hùng thành trì, cửa hàng, đấu trường, bảo vật, khách đấu. Ủa, cái ban hội nó nằm ở đâu? Học viện, ở đây. Đấu trường, Viễn Chinh, thí luyện, hố sâu, chinh chiến. Ủa, vậy rồi cái ban hội nó nằm ở đâu? Tính vô đánh boss ban mấy ông ơi. Mà vậy rồi biết boss ban ở đâu đánh? Hay. Thôi, để ta đi test cái đấu trường vậy. Trời ơi. Quay, đi chiêu mộ cái coi. Chiêu mộ hường nè ha. Ra 5 sao khá nhiều nha. Đó. Quan trọng là chiêu mộ hường nó có ra được mấy con Nika đồ không nè. Đó. Ok, men ơi. Rồi, ở đây chiêu mộ hường. Chiêu mộ cao cấp coi. Chiêu mộ cao cấp. Ủa thì nó cũng giống vậy thôi mà. Như là nó còn không có tỷ lệ cao nữa. Ok. Đúng rồi. Nguyên tố. Để coi shop nguyên tố. Chúng ta có shop nguyên tố là không thấy mấy con hiếm đó. Ok luôn. Rồi. Phúc lợi. Ôi, mỗi ngày được 200.000 kim cương nha các bạn ơi. Ngon ngon luôn. Ok, nè, trong shop này có bán không? À, Vinmod, Sanji đồ nè hả? Ok. Nhưng mà UR mà không thấy con Luffy đâu cả các bạn ơi. Không thấy Luffy Nika đâu cả. UR 1, ở đây chọn 1. Này, tinh anh. Ok.
quà siêu to. À, đây 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 đây. À. UR các bạn ơi, UR quà nạp ha. Đây tích vòng quay nữa nè ha. Quay siêu cấp nè, nãy quay 80 lần, quay 2000 lần nhận quà nè ha. Quà tăng sao nè, một em lên 15 sao, 20 sao. 30 sao, hiện tại là 30 sao là đang full ha. Ok, rất nhiều luôn. Tích nạp từng đồ nữa nè các bạn ơi. Đó, ôi. Rương sách gì nè, siêu chiến kỹ nè ha. Wow. Quà đăng nhập nữa nè. Đó, nhận ngay ship đồ trái ác quỷ đồ quá nhiều luôn. Ok, nào. Để ta đi test con Luffy Nika cái đã. Ôi, nhìn vô cái nó sáng cái đội hình liền các bạn ơi. Đó, đó, Luffy Nika. Ôi, ngon lành, ngon lành. Wow. Thơm đấy, thơm đấy. Ôi, ôi. Được. Ngon lành cành đào. Thử test mấy con kia không ta? Mình còn 3 con đúng không? 3 con thì test luôn. Ở đây mình mở được con gì nữa? Ủa, con Dragon trong này không có ta? Dragon trong này không thấy các bạn ơi. Ủa. À, sử dụng, ok. Xanh thì thôi, xanh thì ai cũng biết rồi. Ok, Phật vàng nè ha. Rồi, đâu rồi, đây còn một con nữa. Lấy con, đây, King đi. King nè, đó. Ok. Rồi, anh hùng, đây. Bác Sen, ok, nâng cấp vô. Rồi bỏ vô đội hình và quẩy thôi các bạn ơi. Ngon lành cành đào nha. À, Luffy Nika, ngon ngon ngon. One Piece phiên bản tặng Free Luffy Nika cho anh em luôn. King rồi Sengoku rồi các kiểu con đà điểu luôn. Đó, quá trời quá đất luôn. Đúng rồi, đó, King ngoả ngoạn nè, Jack hạn hán nè, quen bệnh dịch nè. Rồi Vinmod, Sanji, đồ cái kiểu nè. Ôi ôi, ngon. Ôi là la, ôi là la. Đó, 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 ok liền. Ôi ôi, nâng lên liền, rồi tới đây được rồi. Ngon, lụm nào. Đấy. Ôi, 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 ghê vậy. Wow, bác Sen đánh một cái là hết luôn game. End game luôn. Rồi, đem bác ra, để một mình con King này đánh rồi. Ui, đẹp nha. À, nhưng mà King nó không có animation các bạn ơi. Ok. Chúng ta có nào, coi lại con Luffy Nika coi. Rồi, bỏ nó vô cái sáng đội hình liền các bạn ơi. Ôi, trắng tinh khiết quá. Nào. Đó, đó, ngon lành. Coi là bác Sen cái nè. Đây, bác Sen đây. Đó là bác Sen cái nè. Rồi, đó, ok. Trời ơi, quá vàng liền. Ok, men ơi. Đó, đó, ui, nổ cái nữa hả? À, nó tới 2 lần nổ lận à, chứ không phải là 1 nha. Ui, vậy coi lại liền. Khoan, để tôi coi lại coi. Thôi, nhưng mà Luffy nó quất một phát là hết mẹ nó rồi. Không coi được cái nổ thứ hai. Hay là mình lấy bớt trang bị của nó ra ta. Chứ nó đang mạnh quá. Lấy bớt trang bị nó ra đi. Gỡ. À, quên, tháo hết, đúng rồi. Ok. Nào, để cho Luffy vô đánh coi. Rồi, lần này là chắc không hết nữa đâu. Đúng rồi, đó, đó. Ôi, Luffy là tướng tăng nữa nha. À. Đó, đó, đó. Ui, ngon lành, ngon lành. Hàng đẹp, hàng đẹp. Thôi coi lại coi nè, coi lại cái nữa nè. Ok, link house sẽ để vô phần mô tả cũng như là bình luận nha anh em ơi. Anh em nào có chơi thì có thể tải về và tìm hiểu thêm ha.
Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Ngon lành.